Trời ra xe. Chưa. Rồi bắt đầu vô. Cái tay lái nó hơi cứng ha các bạn. À, để mình chùm nón xuống. Thắng rất là ăn luôn á. Đây là vòng đầu tiên ha. Chúng ta có 15 phút để có thể trải nghiệm. Ghê thiệt. Được cái là cái xe nó rất là đầm, nó hất dưới đất, chúng ta không có bị văng khỏi xe. Phải ghi cái tay rất là mạnh. Tìm được cái góc mà chúng ta có thể quẹo một cách thoải mái. Nghĩ cái tay rất là phơi luôn á. Nói chung là sân này hơi nhỏ hả các bạn. Tại vì cái tư thế ngồi cảm thấy nó hơi ngợp một chút xíu. Với lại hồi nãy mình chạy có mấy vòng mình bắt đầu rất là nhanh. Rồi bắt đầu. Mình sẽ bắt đầu rất là nhanh. Hố cua. Giờ hố cua rồi. Nói chung là nó cũng sẽ có nguy hiểm nếu mà chúng ta không có cẩn thận. Nghe tiếng gió rít bên tai luôn các bạn ơi. Đây là cảnh giới quá hả.
mình giật tay lái rồi. Cái khúc cua đó do vẫn chưa đẹp, chưa ngọt lắm, do phải ngọt hơn nữa. Cái xe này có thể mình nghĩ là nó lên tới 40-50 km/h cũng có nữa đó. Chạy rất là mất sức ha. Rộng ra hơn. Cưa ghê quá. Có những cái rất là ghê. Bạn bắt buộc phải bẻ cưa mới vô được ha các bạn. Mười lăm phút chết. Nên nhớ cái thắng là cái sẽ cứu chúng ta trong những cái pha này. Ghê quá. Mình đã nói với các bạn là mình đuối rồi đó. Mua 15 phút là quá sức đối với mình. Tại vì cái tay lái rất là nặng ha các bạn. Cái tay lái rất là nặng. Chắc chạy nhanh quá lại bị thổi còi. Giờ sẽ chạy chậm lại để chúng ta có thể đi hóng gió thôi các bạn.
cái sức lực hồi nãy là sức ra gần hết rồi đó. Thì cái cua nó quá gắt. Ví dụ như là chúng ta đi cái cua gắt quá, chúng ta đi không nổi á, thì chúng ta sẽ cần phải giảm tốc độ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là ta lái nặng quá. Còn 5 phút nữa, chắc được 5 vòng nữa mình chạy tà tà các bạn. Và có người vừa bắt đầu một cái lap mới rồi. Mình có thể nghe được tiếng gió rít hay vào lỗ tai mình luôn á. Mặc dù mình đợi nó nguy hiểm rất là cứng, rất là cứng. Nói chung là chúng ta bây giờ đi kiểu nữa xem pha thôi, không có như anh chàng đó nữa. Nói chung là cái xe này ở cái lực kéo khi đi đường thẳng rất là đã. Thôi để mình né ra cho người ta đi. Chỉ có một cái á là tay lái nó quá nặng. Chạy cứ như tập tạ vậy đó. Cho nên những dòng đầu là chúng ta là hết sức. Thiệt là mệt luôn á. Chạy không có mệt các bạn, nhưng mà bẻ tay lái thiệt là đuối. Bẻ tay lái rất là căng. Ghê không? Trời sắp chuyển mưa luôn rồi. Những dòng cuối là đi chơi thôi. Khỏi cần bấm giờ cũng được. Ôi ta đã bị hơi hố cua. Sao thấy còn 7 phút hoài vậy? Ừ.
Thôi hết pha này nghỉ, còn giờ cứ nghỉ nữa, bởi vì rất là khơi rồi.